đi làm đóng thuế 38, 39 tín chỉ ở Mỹ rồi, chỉ còn thiếu có một vài tín chỉ nữa thôi, thì khi mà tới tuổi về hưu có thể xin được tiền hưu không An? Rồi An ơi, anh chị cô chú đi làm đóng thuế ở Mỹ rồi, nhưng mà đỡ bây giờ mình chưa kịp lãnh tiền lương hưu, mà mình có chuyện gì mình qua đời, người nhà của mình hay là có ai được lãnh cái tiền hưu đó thay phần của mình hay không? Đó là những cái câu hỏi mà An nhận được từ những anh chị cô chú trong cái khoảng thời gian gần đây, khi mà nói về vấn đề hưu trí. Thành ra trong cái video ngày hôm nay em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú những cái trường hợp nào mà mình sẽ không nhận được tiền hưu, mặc dù mình có đi làm, mình đóng thuế ở Mỹ rồi. Và nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hay là coi video của An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, vì lúc nào cũng yêu thương An và lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm hàng ngàn những cái video ngoài kia. Và đừng quên cho An xin những cái nút chuông màu đỏ nha, để mỗi khi màn up những cái video về thuế nè, về bảo hiểm, về đầu tư mua bán stock, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là cái người đầu tiên có thể coi được những cái video của An. Thì điều kiện để mà các anh chị, các cô chú mình đủ điều kiện để mà mình nhận cái tiền lương hưu khi mà mình 62 tuổi hay là mình 66, 67 tuổi là fully retire, hoặc là mình đợi tới 70 tuổi, đó là mình phải đi làm và đóng đủ 40 tín chỉ thuế ở Mỹ. Thì một năm á, nó có 4 cái quarter, và mỗi một năm mình phải đạt được cái mức income đủ để nó tính cho 4 cái tín chỉ. Thì em nhớ không lầm là trong năm 2022 á, là một năm mình phải làm cỡ khoảng 6.500 mấy chục đồng để mà đủ 4 cái tín chỉ thuế này. Thành ra có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú mình qua Mỹ ở những cái độ tuổi 50, 60, mình đi làm và tới tuổi về hưu, mặc dù mình đã đi làm, mình đóng thuế được 35, 36, 37, thậm chí là 39 tín chỉ rồi, mình chỉ thiếu một vài cái tín chỉ thôi mà mình không có đi làm để mà mình đạt được cái tín chỉ đó, thì mình cũng không có lãnh được tiền lương hưu. Thành ra những anh chị, những cô chú mà qua Mỹ khi mà tuổi của mình á từ 55 trở lên, thì mình rất là quan trọng là mỗi một năm mình đi làm, cái income của mình phải trên 6.500 mấy chục đồng đó, để mà mình đủ là có 4 tín chỉ thuế năm đó, để mà khi mà mình về hưu mình có thể nhận được cái tiền lương hưu. Rồi, có nhiều anh chị, nhiều cô chú hỏi An là vậy bây giờ là 38, 39 tín chỉ rồi, thiếu có một vài tín chỉ nữa thôi, mình có thể mượn từ người vợ, người chồng của mình được hay không? Thì câu trả lời là không nha. Mỗi một người sẽ có những cái tín chỉ thuế dựa trên cái social của mình đi làm bao nhiêu lâu thì người ta sẽ tính trên cái social của mình, và không có mượn được từ người vợ, người chồng của mình. Rồi, bên cạnh đó nữa đó, những anh chị, những cô chú nào mà mình đi làm, mình đóng trên 10 năm, tức là trên 40 tín chỉ thuế ở Mỹ rồi, thì khi mà tới 62 tuổi mình được lãnh lương hưu, 66, 67 tuổi mình sẽ được lãnh là fully retire. Và có những anh chị, những cô chú mình đợi tới 70 tuổi mình mới lấy cái tiền lương hưu này của mình, vì mình vẫn còn đi làm được và mình muốn để dành tiền để mà khi 70 tuổi mình có thể lấy cái số tiền hàng tháng nhiều hơn. Thì khi mà anh chị cô chú quyết định mình delay lại lấy cái lương hưu của mình, lưu ý giùm An nha, tức là khi mà mình đi làm, mình đóng vô quỹ Social Security rồi mà mình không có lấy cái tiền này, lỡ ví dụ như An nói những cái năm mà dịch bệnh xảy ra, hay là mình có việc gì đó mà mình qua đời, mình chưa có lãnh được cái tiền lương hưu này, thì cái toàn bộ cái tiền lương hưu này của mình không có ai được lãnh hết, trừ khi nào mà mình có con của mình còn nhỏ dưới 16 tuổi thì vợ với con của mình mới được lãnh thôi. Còn không á, nếu như mà con cái của mình đã lớn hết rồi mà mình chưa có lãnh tiền lương hưu, mà lỡ mà mình có chuyện gì xảy ra thì không có ai có thể nhận cái tiền lương hưu này thay cho các bạn, các anh chị, các cô chú hết. Nên thông thường An thường nói khách của An á, nếu mà lấy được lấy càng sớm càng tốt, đừng có delay tới 70 tuổi, nên lấy ở những cái độ tuổi 62 hoặc là
lấy đúng 66, 67 tuổi lấy hưu toàn phần là nên lấy rồi. Tại vì mình lấy ra cái tiền lương hưu này mình chưa cần xài tới, mình có thể dành để dành ở đó, mình cho con của mình, cho cháu của mình. Còn tiền mà mình không lấy, mình cứ để trong cái quỹ an sinh xã hội, lỡ mà mình có chuyện gì thì không có một người nào khác có thể lãnh cái tiền lương hưu mà mình đi làm đóng thuế cả một đời cho cái quỹ an sinh xã hội này. Thành ra lưu ý giùm An, nếu mà tới tuổi về hưu rồi lấy được thì cứ lấy cái tiền lương hưu của mình rồi để riêng ra ở đó, hay là có thể dùng ăn uống đi chơi cho con cái, hoặc là mình có thể dùng để mà mua những cái life insurance cho bản thân của mình, để sau này khi mà mình qua đời, người nhà của mình, vợ của mình, con cái của mình, cháu của mình có thể lấy được một cái số tiền, mà cái số tiền trong cái life insurance này khi mà những cái người này được thừa hưởng cũng sẽ không bị đóng thuế. Nên lưu ý giùm An về cái vấn đề này, và cần tìm hiểu những cái chương trình mà mở life insurance để mà thứ nhất tiết kiệm tiền cho bản thân của mình, thứ hai nữa là khi mà cô chú lớn tuổi rồi muốn để tiền lại cho con cho cháu thì mở những cái life insurance để con của mình, cháu của mình hay là vợ của mình có thể nhận được cái tiền thừa kế này mà không có cần phải đóng thuế. Số phone của An thì rất là dễ nhớ, 408-661-7689, 408-661-7689. Gọi cho An khi mà cần những cái dịch vụ về khai thuế, nếu mà khai thuế xong rồi cần mở IRA cũng gọi cho em, 408-661-7689. Bên cạnh đó nữa là An còn làm những cái chương trình life insurance giúp các bạn, các anh chị, các cô chú có một cái món quà để lại cho con, cho vợ của mình, mẹ, người vợ, người con của mình không cần phải đóng thuế khi mà nhận cái số tiền này. Rồi tiếp theo sau nữa đó là những cái anh chị, cô chú làm nail, làm tóc, nếu mà mình chưa có những cái quỹ hưu trí để dành tiền, mình có thể mua một cái life insurance vừa có tiền để dành mà vừa có một cái bảo hiểm nhân thọ để mà bảo vệ gia đình mình, thì số phone của An rất là dễ nhớ, 408-661-7689, 408-661-7689. Quay trở về với lại cái video ngày hôm nay đó, thì một trường hợp nữa mà mình sẽ không được nhận cái tiền hưu trí từ cái tiền mà mình đi làm đóng thuế, đó chính là nếu như mà anh chị cô chú mình khai thuế chung với lại cái người vợ, cái người chồng của mình, thì khi mà mình tới tuổi về hưu á thì Sở An sinh xã hội người ta sẽ cho mình, người ta sẽ chọn cho mình một là 50% của người vợ, người chồng của mình, hai là cái tiền lương hưu của mình, cái con số nào nhiều hơn thì người ta sẽ trả cái con số đó, và mình không được lấy cả hai nha, mình chỉ được lấy một trong hai thôi. Thành ra nếu như mà mình có đi làm, mình có đóng thuế, nhưng mà khi mà tiền hưu của mình ít hơn 50% của người vợ hoặc là của người chồng của mình, thì khi mà mình tới tuổi về hưu, mình sẽ được nhận cái tiền lương hưu trên 50% của người vợ, người chồng của mình, chứ mình không được nhận cái tiền lương hưu do bản thân của mình đi làm đóng thuế được trong suốt những cái khoảng thời gian đó. Thành ra có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú hay chia sẻ với An á là như vậy không có fair, không có công bằng, tại sao mà tôi đi làm tôi đóng thuế vô, bây giờ tôi đóng mấy chục năm rồi tôi không lấy lại được cái tiền mà tôi đã đóng thuế, bây giờ tôi phải nhận tiền của cái phần của ông chồng hay là của bà vợ của tôi. Thì đây là cái luật của Sở An sinh xã hội rồi. Một là mình được lấy 50% của người vợ, người chồng của mình khi mà mình fully retire. Hai á là mình được lấy cái tiền lương hưu của mình, cái nào nhiều hơn thì Sở An sinh xã hội sẽ trả cho mình cái số đó, chứ người ta không trả cho các bạn, các anh chị, các cô chú cả hai. Đó là một cái nữa. Rồi bên cạnh đó nữa, tức là nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình mình có những cái tội mà mình phải đi vô jail á trong cái thời gian mà mình lãnh tiền an sinh xã hội, thì cái thời gian mà mình đi vô trong cái jail đó mình sẽ không được lãnh cái tiền an sinh xã hội. Khi mà mình từ trong tù đi ra đó, mình mới có thể apply và lãnh lại cái tiền an sinh xã hội. Người ta sẽ không trả cho các bạn trong cái khoảng thời gian mà mình ngồi trong jail, mà từ sau đó mới bắt đầu trả. Hoặc là ví dụ như là mình đang lãnh tiền an sinh xã hội mà mình có những cái tội mà mình bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, thì mình cũng sẽ không có được lãnh cái tiền trong cái tiền an sinh xã hội này, nếu như mà mình có đi làm và mình đóng thuế đầy đủ thuế trên 40 tín chỉ thuế của Mỹ thì người ta cũng không có trả cho mình cái tiền an sinh xã hội của mình.
Đó là những cái mà những cái trường hợp mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ không nhận được cái tiền an sinh xã hội, tiền lương hưu từ cái quỹ an sinh xã hội, từ cái quỹ đóng thuế của mình trong suốt những cái khoảng thời gian mình đi làm. Thì hy vọng là các bạn, các anh chị, các cô chú sau cái video này mình hiểu rõ hơn một chút xíu về cái tiền an sinh xã hội, và lưu ý giùm An để mà biết coi là mình sẽ lãnh bao nhiêu khi mà mình về hưu. Các bạn có thể lên cái website của Sở An sinh xã hội là ssa.gov hay còn gọi là ssa.gov. Đó, thì mình có thể tạo account dựa vào cái social của mình, người ta sẽ cho mình biết là 62 tuổi mình lấy được bao nhiêu tiền, 66, 67 tuổi full retire mình sẽ lấy được bao nhiêu tiền, hay là mình muốn lấy năm 65 tuổi sẽ lấy được bao nhiêu tiền. Thì đây là cái con số mà Sở An sinh xã hội người ta dựa trên cái social đi làm đóng thuế của mình để mà người ta tính cho mình. Và các bạn có thể rất là dễ để mà check hồi trước á, thì người ta sẽ gửi thư về cho mình. Còn bây giờ thì nó có cái website Sở An sinh xã hội, em nhắc lại nha, ssa.gov, thì người ta sẽ dùng cái đó để mà tạo account online rồi dùng đánh thông tin của mình vô, và Sở An sinh xã hội người ta sẽ cho mình biết được cái số tiền mình có thể nhận được khi mà mình về hưu là bao nhiêu. Đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cập nhật trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà các bạn, các anh chị, các cô chú thấy thích á, cho em một like, share, subscribe kênh channel của An nha. Và nhớ giùm An, nếu như mà những anh chị, những cô chú nào mà mình khai thuế, mình đang bị đóng lại thuế mà mình cần mở những cái quỹ hưu trí IRA thì cứ gọi cho An 408-661-7689. Hoặc là những anh chị, những cô chú mình có IRA, mình có 401k ở những hãng cũ hoặc là IRA ở nhà bank rồi, mà thứ nhất là tiền bây giờ nó bị mất khi mà thị trường sắp xuống, muốn tìm những cái chương trình đầu tư an toàn, không bị lỗ và cho mình tiền lời hàng năm, thì gọi cho An 408-661-7689, 408-661-7689 nha. An cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô chú rất là nhiều luôn vì luôn luôn theo dõi An, luôn luôn ở đây và ủng hộ An. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.